Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là củ đề của xe Ford EcoBoost. Đây, 2013 đến 2015, máy 1.5 anh em nhé. Đấy, EcoSport đây. Đây là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về sản phẩm. Thoạt nhìn là một đặc điểm rất là nổi bật của những cái dòng xe Ford, từ Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ranger, Ford Transit. Chúng ta nhìn thấy ở cái mõm đề, một đặc điểm khá là nổi bật của dòng Ford, nó thiết kế gần như là cái phần mõm đề nó sẽ thuôn ra phần một chút này. Đây là hai con ốc để chúng ta sẽ bắt vào phần thành máy này. Đây gọi chúng ta còn gọi là cóc đề hay dơ le đề, hay chúng ta còn gọi là chuột đề, nó có rất là nhiều tên gọi. Đây là thân đề. Trong thân đề này thì sẽ bao gồm cái cục rotor cùng với các cái sợi đồng đấy để người ta quấn lên tạo nên sự hoạt động. Đây là phía chúng ta hay gọi là bánh răng đề này. Đây là thanh để nối giữa phần bánh răng và phần rotor. Đây anh em nhé. Rất là chất luôn. Đó. Đề được lắp ghép với nhau qua 3 phần thân, một phần đuôi, một phần đầu và một phần thân, xuyên suốt với nhau bởi một con ốc dài từ phần đuôi lên trên phần đầu. Anh em nhìn nhé. Riêng dòng xe Mỹ nó rất là hay ở cái điểm là này, chứng như này đúng chưa? Nó sẽ bắt ngược lên như thế này. Để khi chúng ta có bảo dưỡng ấy, thì nó rất là dễ. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái củ đề của xe Ford EcoBoost. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.